Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình của VN TV 57.3. Ngọc Trâm cùng toàn ban biên tập xin kính chào quý vị. Và sau đây là phần tin thế giới với những tin tức mới nhất mà chúng tôi vừa nhận được trong ngày. Kính thưa quý vị, mở đầu với một bản tin từ Hoa Kỳ. Cựu Tổng thống George Bush ủng hộ phong trào dân chủ tại Miến Điện, tin từ Hoa Kỳ. Chủ tịch phong trào dân tộc dân chủ Miến Điện, bà Aung San Suu Kyi, qua cuộc hội đàm bằng video với Washington chia sẻ rằng các quyết định từ chính phủ Hoa Kỳ tạm thời ngừng các chương trình phong tỏa tới quốc gia Miến Điện vào thời điểm này là quyết định sáng suốt nhằm thúc giục và gia tăng áp lực lên chính phủ quân phiệt Miến Điện, phải nhanh chóng cải tổ thể chế chính trị quốc gia. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thông báo sẽ không hoàn toàn bãi bỏ các kế hoạch cấm vận lên Miến Điện và tạm thời ngừng áp dụng các điều khoản phong tỏa kinh tế cho đến khi có các quyết định mới. Bà Aung San Suu Kyi và 42 thành viên dân chủ trong Quốc hội Miến Điện đang tiến hành các chương trình cải tổ quốc gia thành dân chủ. Sau hơn 20 năm phong tỏa kinh tế, quốc gia Miến Điện đã có cơ hội mở cửa kinh tế, tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Bà Suu Kyi đã bị cô lập tại tư gia sau hơn 20 năm quản thúc. Khoảng thời gian từ năm 1990 tới năm 2008, Hoa Kỳ đã nhiều lần giải tỏa lệnh cấm vận kinh tế tới Miến Điện, trong các chương trình cứu giúp tài chính nhân đạo tới các cơ quan bất vụ lợi. Cựu Tổng thống George Bush đã hỗ trợ cho nhà đấu tranh dân chủ San Suu Kyi với chương trình Hãy đứng dậy cho tự do. Cựu Tổng thống Bush chia sẻ, Hoa Kỳ sẽ không nghiêng hẳn bất cứ một chọn lựa nào cho một cuộc cách mạng bắt đầu và kết thúc như các phong trào gần đây tại Trung Đông. Điều quan trọng hơn cả đó là tự do hay không tự do. Quốc gia Hoa Kỳ gửi một thông điệp rất rõ ràng tới tất cả các quốc gia trên thế giới sẽ hỗ trợ cho quốc gia nào tôn trọng các quyền tự do căn bản cho tất cả mọi người dân. Song song đó, cựu Tổng thống Bush ủng hộ nhà đấu tranh dân chủ Chen Guangcheng và hy vọng Guangcheng cùng gia đình sớm định cư tại Hoa Kỳ. Đối lập Syria tiếp tục bầu ông Gamliel, lãnh đạo hội đồng quốc gia từ Rome. Các nhóm đối lập Syria họp ở thủ đô Rome đã tiếp tục tín nhiệm ông Berhan Gamliel giữ chức vụ chủ tịch hội đồng quốc gia. Ông Berhan Gamliel là một nhà hàn lâm theo chủ trương thế tục đã lãnh đạo hội đồng quốc gia Syria kể từ ngày thành lập trong tháng 8 năm ngoái. Ông Gamliel tốt nghiệp ở Pháp đã bị chỉ trích thiếu liên lạc trong nước và không thể đoàn kết các thành phần đối lập, nơi hội đồng chưa được quốc tế công nhận là cơ quan hợp pháp đại diện cho toàn dân Syria. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo 67 tuổi đã được các nước vùng vịnh và Pháp ủng hộ, và những người thuộc các nhóm Hồi giáo đã từ bỏ sự chỉ trích khi thấy rằng đối lập Syria cần phải có một khuôn mặt quốc tế lãnh đạo. Ông George Sabra tuyên bố với báo chí rằng đại diện trong phiên họp đã chọn lựa giữa ông ta và ông Gamliel. Ông Gamliel đã đắc cử và ông Gamliel là chủ tịch của hội đồng trong thời gian 3 tháng tới. Ông Sabra là đại diện của một tổ chức đối lập do ông Riyad Al-Turk, người từng bị ở tù 25 năm, đang bí mật điều hành tổ chức trong nước. Các đảng đối lập đều xem ông Riyad Al-Turk, 81 tuổi, là nhà lãnh đạo tinh thần. Hội viên Hội đồng Quốc gia Syria đã họp ở Rome từ ngày thứ Bảy và cuộc họp sẽ kết thúc trong ngày hôm nay. Ông Sabra cho biết, trong các ngày họp vừa qua, hội đồng đã thảo luận chi tiết một chương trình cải cách. Theo các nguồn tin, ông Gamliel đã nhận được 66% số phiếu. Bầu cử quốc hội Syria đã có kết quả, tin từ Damascus. Chủ tịch ủy ban bầu cử Syria là ông Khaled al-Azawi đã loan báo kết quả cuộc bầu cử quốc hội bị đối lập tẩy chay, cho biết là đã có khoảng trên 51% cử tri toàn quốc tham gia cuộc bầu cử. Ông al-Azawi tuyên bố, cuộc bầu cử đã được tổ chức hoàn toàn minh bạch, dân chủ, nghiêm chỉnh, được một hội đồng tư pháp độc lập theo dõi và giám sát. Ủy ban đã làm việc vô tư, không để cho phe phái nào áp lực. Nhưng các ủy ban địa phương đã nhận nhiều khiếu nại, ủy ban trung ương phải cứu xét và giải quyết nên phải kéo dài thời gian loan báo kết quả. Ông Azawi đã đọc danh sách những người trúng cử, trong đó có ông Khwari Chamil, là người tuyên bố cuộc bầu cử là điểm khởi đầu cho một tiến trình chính trị. Cuộc bầu cử ở thủ đô Damascus trong tuần trước bị dư luận cho là một cuộc bầu cử vá phiếu. Tại một phòng phiếu ở thủ đô Damascus, trong 3 tiếng đồng hồ, chỉ có 137 người đi bầu. Một ký giả ngoại quốc cho biết tại một phòng phiếu khác trong thời gian 40 phút, chỉ có 3 người bỏ phiếu.
từng quốc hội sẽ nhóm họp trong thời gian 2 tuần lễ và các nhà bình luận nói rằng quốc hội này cũng sẽ không khác gì quốc hội trước. Mặc dù quan sát viên đình chiến đã có mặt ở Syria trên 200 người, bạo động vẫn tiếp tục diễn ra và trong ngày hôm qua, Ngoại trưởng Saudi Arabia tuyên bố chương trình đình chiến của ông Kofi Annan đã thất bại. Saudi Arabia sẽ có thể trang bị cho quân đội tự do. Bà Rooks bị truy tố phạm nhiều tội trong thời gian điều hành tập đoàn News International, tin từ London. Bà Rebecca Rooks là người thân cận của nhà tỷ phú truyền thông Rupert Murdoch đã bị buộc tội làm cản trở cuộc điều tra vụ tai tiếng phôn tặc, che giấu tài liệu, âm mưu dời các thùng hồ sơ rời khỏi các cơ sở ở London, giấu tài liệu, máy điện toán và các dụng cụ điện tử khác. Đây là vụ truy tố đầu tiên kể từ ngày cảnh sát Anh mở cuộc điều tra những việc làm bất hợp pháp tại các tờ báo do ông Rupert Murdoch làm chủ. Việc bà Brooks bị truy tố là một cú đả kích lớn đối với ông chủ có quyền lực truyền thông mạnh nhất thế giới và cũng là một cú sốc đối với Thủ tướng David Cameron, là bạn thân của bà Brooks. Và ông Cameron đã gửi lời nhắn chúc mừng bà Brooks nhận chức vụ mới khi tội phạm phôn tặc đang diễn ra. Ông Charlie Brooks, chồng bà Rebecca, làm nghề huấn luyện ngựa đua cùng với người thư ký riêng, tài xế và những viên an ninh của công ty News International, là cánh tay báo chí của ông Murdoch ở Anh, cũng bị tòa án truy tố. Thủ tướng Medvedev trao danh sách nội các cho Tổng thống Putin, tin từ Moscow. Ngày hôm nay, Thủ tướng Dmitry Medvedev đã trình danh sách nội các lên Tổng thống Putin. Đài truyền hình nhà nước Nga đã phổ biến hình ảnh hai cuộc họp tại Điện Cẩm Linh. Ông Putin sẽ không đi dự hội nghị thượng đỉnh các nước G8 ở Hoa Kỳ vào cuối tuần này, như ông Medvedev đi thay thế. Danh sách nội các hy vọng sẽ được hoàn tất sau khi ông Medvedev trở về. Tổng thống Hollande đốt lửa trên mộ chiến sĩ vô danh, tin từ Paris. Tân tổng thống Pháp sau khi nhận danh dự tối cao của quân đội đã cầm đầu một cuộc diễn hành truyền thống trên đại lộ Champs-Élysées, đốt ngọn lửa tại mộ chiến sĩ vô danh dưới chân cổng chiến thắng. Lễ nhậm chức của ông Hollande được cử hành trong sáng nay và chiều nay ông ta phải đi Berlin để gặp Thủ tướng Angela Merkel. Để tạo thêm sự khác biệt với cựu tổng thống Nicolas Sarkozy, ông Hollande tuyên bố ông ta sẽ không tập trung quyền lực vào tay tổng thống để cho quốc hội có nhiều quyền hơn trong việc quyết định chính sách quốc gia. Iran treo cổ người đàn ông bị buộc tội làm gián điệp cho Do Thái, tin từ Tehran. Iran đã treo cổ người đàn ông bị truy tố tội làm gián điệp cho cơ quan tình báo Mossad của Do Thái, giết chết một khoa học gia nguyên tử Iran trong năm 2010. Iran tố cáo tình báo Hoa Kỳ và Do Thái đã ám sát 4 nhà khoa học nhằm phá hoại chương trình nguyên tử của họ. Tây phương nghi ngờ Iran đã âm mưu chế tạo vũ khí nguyên tử, nhưng nước này luôn luôn chối bỏ, nói rằng chương trình làm giàu uranium của họ chỉ có mục đích thành lập các nhà máy điện. Tù nhân Majid Jamali Farshi, 24 tuổi, đã bị treo cổ tại nhà tù Evin ở Tehran. Khoa học gia Mahmoud Ali Mohammadi đã bị ám sát trong tháng Giêng năm 2010 bằng một trái bom kiểm soát từ xa, gài trên một chiếc xe gắn máy đậu bên ngoài căn nhà của ông ta. Trong tháng trước, Iran loan báo đã phá vỡ một tổ chức tình báo của Do Thái và bắt giữ 15 người. Bạo động diễn ra trong vùng Tây Ngạn, tin tổng hợp. Bạo động đã diễn ra trong vùng Tây Ngạn khi người Palestine tập trung và xuống đường để tưởng niệm ngày Nakba. Mỗi năm vào ngày 15 tháng 5, người Palestine tập trung biểu tình tưởng niệm ngày Nakba, được coi là ngày người Palestine bị Do Thái tước đoạt tài sản, đuổi khỏi nhà cửa, sống kiếp lưu đày trong các trại tị nạn. Tại trạm kiểm soát Qalandia, nằm giữa thành phố Ramallah và Jerusalem, thanh niên Palestine đã đốt vỏ xe, ném đá. Cảnh sát Do Thái đã dùng đạn cao su, lựu đạn cay để trả đũa. Trước đó, hàng trăm người Palestine đã biểu tình tuần hành đi tới mộ ông Yasser Arafat. Ở thành phố Hebron, hàng chục thanh niên đã phong tỏa một con đường với những tảng đá. Cảnh sát Do Thái cũng dùng đạn cao su để giải tán. Ở thành phố Gaza City, hàng ngàn người xuống đường tuần hành, vẫy cờ, giơ cao những chiếc chìa khóa, biểu tượng cho nhà cửa của họ bị tước đoạt trong thời gian Do Thái lập quốc. Ông Ismail Haniyeh đã nói trước đám đông rằng, dù thời gian đi qua, người tị nạn Palestine không bao giờ quên, như Do Thái từng tuyên bố, người già sẽ chết, người trẻ sẽ quên. Nhưng người Palestine đã nói rằng, người già để lại hậu duệ và con cháu sẽ đi theo bước chân của họ. Lực lượng an ninh Do Thái đã tăng cường, gia tăng cảnh giác tại vùng biên giới Syria.
người Palestine ở Syria đã kéo tới biên giới biểu tình trong ngày Nakba năm ngoái và họ đã bị cảnh sát Do Thái bắn chết 13 người. Quân đội Lebanon giữ gìn trật tự tại khu vực thương mại thành phố Tripoli, tin từ Lebanon. Sau 3 ngày giao tranh quân sự giữa giáo phái Sunni và lực lượng vũ trang Alawite, đưa đến 5 thường dân tử vong và hơn 70 người khác bị thương. Quân đội chính phủ Lebanon được gửi tới khu vực phía bắc thành phố Tripoli, tại nơi khu vực đang giao tranh quân sự, nhằm tái lập phản hồi trật tự và kiểm soát các cuộc họp bạo động quân sự. Quân đội chính phủ đang gìn giữ trật tự tại khu thương mại Gold. Các cuộc bạo động quân sự xảy ra khi mâu thuẫn càng gia tăng giữa Sunni và Alawite. Cộng đồng Alawite ủng hộ Tổng thống đương nhiệm Syria Bashar al-Assad, trong khi đó thì dân chúng Sunni ủng hộ Hội đồng đối kháng Syria. Mâu thuẫn xảy ra dẫn đến các cuộc giao tranh quân sự tại thành phố Tripoli. Bản thân Tổng thống Assad xuất thân từ cộng đồng thiểu số Alawite, trực thuộc giáo phái Shiite. Đại đa số lãnh đạo Hội đồng đối kháng Syria đều thuộc sắc tộc Sunni. Các phân tích gia chính trị trong khu vực các cuộc xung đột quân sự giữa quân đội chính phủ Syria và lực lượng vũ trang tự do sẽ ảnh hưởng tới các quốc gia lân cận như Lebanon. Và trước khi chuyển đến tin kinh tế thế giới, sau đây là bản tin thị trường chứng khoán Hoa Kỳ lúc đóng cửa hôm nay thứ Ba, ngày 15 tháng 5 năm 2012. Kính thưa quý vị, chỉ số Dow Jones hôm nay giảm 63.35 điểm, đóng ở mức 12.632 điểm. Và chỉ số Nasdaq giảm 8.82 điểm, đóng ở mức 2.893 điểm. Chỉ số S&P giảm 7.69 điểm, đóng ở mức 1.330.66 điểm. Vừa rồi là phần tin thế giới của BWEN TV 57.3. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin lần sau. Quý vị đừng rời màn hình sau phần quảng cáo. Xuân Phương sẽ trở lại với phần tin kinh tế thế giới.